Xin chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trong chương trình ngày hôm nay, DVH sẽ giới thiệu với các bác một cấu hình loa phun đôi rất là mạnh. Đây, vừa rồi có bác comment ở trên kênh bảo là phun đôi 30 mà lắp cấu hình bát này thì giá bao nhiêu anh? Thì đây câu trả lời ngày hôm nay đây, 15 triệu một đôi này các bác nhé. Bát thì là 2 tầng côn 76, tép là tép khế, côn dây nhôm dẹt 75. Tôi sẽ xem cho xem cái côn của nó đây này. Đây là có cái côn bỏ ra ngoài này. Côn màu xanh này, titan màu xanh này rất đẹp, xoắn xoắn, dạng kiểu giống như PA Thái rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Bát thì 2 tầng côn 76, lực đánh cực kỳ mạnh, đỉnh điểm là 1000 W một chiếc này, tức là lắp 2 bát một thùng thì nó sẽ là trở kháng là 4 ohm, đỉnh điểm 2000 W một chiếc này các bác nhá. 2000 W trở kháng 4 ohm, công suất thì cực khỏe luôn. Các bác oánh thì không bao giờ lo chết bát. Chỉ lo là người mình nghe không chịu được thôi, chứ còn bát này thì oánh gần như là bất tử luôn, không bao giờ chết. Ok, bây giờ thì em sẽ lắp ráp vào và sẽ mang ra ngoài sân kia và sẽ phải test ngoài trời. Cấu hình này nó rất là mạnh, oánh ở trong nhà thì không hết được cái công năng của nó. Chúng ta sẽ đưa nó ra ngoài trời để oánh thật mạnh lên để các bác cùng nghe và cùng cảm nhận chất âm các bác nhé. Với cấu hình này thì đi những cái chương trình nhỏ nhỏ, làm những cái sự kiện nhỏ nhỏ rất là ok, bởi vì nó quá mạnh. Đang oánh thẳng ra hướng cánh đồng các bác nhá. Vừa rồi là một chút nhạc mạnh, bây giờ sẽ test sang một chút nhạc nhẹ nhá. Modem Talking Z-Mix. Ok, tăng volume lên nào. Đang con này đang oánh súp, còn con này đang oánh full các bác nhá. Tăng volume music lên nào. Effect nó mới rõ ràng và nghe cái tiếng loa thì cái tiếng mic nó sẽ rõ nét hơn. Alo, 1, 2. Nói chung là loa từ neo thì về cái phần tiếng micro thì chắc chắn là không thể nào mà chê vào đâu rồi, tại vì cái tiếng mic nó rất là rõ. Các bác mà thích hát karaoke thì chơi những cái dòng loa này thì rất là ok này, tại vì cái tiếng nói chung là cái giải trung giải tép thì quá ok luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Tép neo này, con này, tép neo cái tiếng xì rất mịn luôn.
Đấy các bác ơi, cái tiếng xì cực kỳ mịn luôn, tại vì tép neo độ nhạy rất là cao. Và mình do cũng là do một phần một rất là lớn là do mình chỉnh ở trên cái con vang nữa, cái tiếng reverb của nó sẽ tạo ra cái tiếng xì như này. Rất là ok các bác nhá. Đấy các bác nghe, tiếng rất là nảy luôn. Cái giải chung, giải tép nó thể hiện rất là tốt. Nên là những cái dòng loa này để hát karaoke thì cực kỳ là sướng luôn. Hát này chỉ có sướng mồm luôn coi nhá. Độ nhạy rất là cao và tiếng loa thì cái giải trầm nó sẽ hơi ít. Cái giải trầm nó sẽ hơi ít so với những cái loa tự thường, nhưng mà bù lại được cái giải chung của nó thì vô đối thủ luôn. Giải chung rất là nhiều và nghe tiếng chung nó cực kỳ rõ. Lô lô 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. Sau khi đóng lưới vào thì nó sẽ như thế này coi nhá, lưới rất là dày dặn và có một cái dọc ở giữa, trông cảm giác loa nó cực kỳ khỏe khoắn luôn. Ok, cho với mức đầu tư là 15 triệu các bạn đã có thể sở hữu được một đôi loa full 30 cực kỳ mạnh luôn. Về cái lực đánh của nó không thua kém gì những cái đôi loa full đôi bass 40, tại vì do cái cấu hình bass, thực ra là to hay bé nó không quan trọng, vấn đề là cái công suất và cái sức chịu đựng của loa các anh nhé. Một con bass này nó là hai tầng full 76, nó đã được đạt đỉnh điểm đã được 1000W một bass rồi. Hai con bass là đỉnh điểm là được 2000W trên một loa. Tức là công suất đỉnh điểm 2000 thì chúng ta sẽ hoạt động liên tục là được 1000W của loa này. Một đôi này 2000 quá như tưng bừng luôn. Các bác có thể chơi ở trong những không gian, không gian nó rộng rộng như này này. 100-200m2, DVS đang mở những không gian nó rất là rộng. Loa quánh thẳng ra ngoài đồng luôn và nghe tiếng rất là rõ rồi. Đấy các bác đang đi làm những chương trình sân khấu, những cái sự kiện nhỏ nhỏ hoặc đám cưới nhỏ nhỏ thì chơi những cái dòng này rất là nhẹ nhàng. Đề bác này cực kỳ nhẹ nhàng luôn và chất lượng âm thanh thì quá ok luôn các bác nhá. Đó, toàn bộ là hàng mới 100% luôn, mới 100% luôn, chất lượng sơn thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn qua chất lượng sơn này thì cực kỳ đẹp luôn, không phải chê vào đâu được rồi. Tay sách này, tay sách có ốp trông rất là chắc chắn các bác nhá. Ok, 15 triệu một đôi này các bác nhá. Một đôi này chỉ cần đi với cả một đôi súp đơn tương đối lực một chút thì là sẽ oánh rất là ok các bác nhá. Rồi clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Và đừng quên ấn đăng ký kênh DVH để cập nhật những clip mới nhất từ kênh của DVH các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.